nhớ nói câu mà vợ chồng con cháu á, là cột chùm không, vợ chồng con cháu á, là buộc đùm ngủ đêm thức dậy đứt đùm không hay, cột giặt áo cũng không chắc vợ chồng ngủ đêm thức dậy mới cắt lòng chi hai, cột giặt áo cũng không chắc vợ chồng ngủ đêm thức dậy là cắt lòng chi hai, vợ chồng con cháu buộc đùm nửa đêm thức dậy đứt đùm không hay. Chứ là ở trên mới nói nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng vậy. Không phải, cái ở trên chuyển xây đã dạy dỗ xuống rồi, nghe là nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng ra đi khắp xóm cùng làng. Nói gì vậy? Là thần điển đó nói gì vậy? Nói gì là cho mình biết là cái con là ban đêm, nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng ra đi khắp xóm cùng làng là phải là ban đêm. Nó thức dậy biết đường nào đâu, cũng như ở Libya đó, một đêm xé toạc luôn cái thành phố luôn là ban đêm. Kệ nào nói tần ban hậu hận tiêu diêu độc, tần ban hậu hận lưu gian quyết vậy. Nay mai sao nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa, lập cho gọi cái hội lắm qua đặng coi hiện đức được mà bao nhiêu. Nói là mai sao nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa, lập cho gọi cái hội lắm qua. Chị ra xin khớp bây giờ thì chứ có thằng trước giờ chưa thấy thuốc nào mà vậy luôn á. Thuốc mà uống à, uống chỉ có 7 ngày thôi mà hết mà trên trọ này cái cuộc sống này hết nhiều căn bệnh luôn quý vị. Là nhưng mà đặc biệt là tiểu đường không có liên quan tới nha quý vị, không có liên quan tới tiểu đường nha. Mình bị tiểu đường uống bình thường luôn nha, à, bị tim mạch uống bình thường luôn, à, nhức đầu gì uống cũng được luôn quý vị, à, chỉ có 350 ngàn thêm một combo đồ là chỉ có 400 thôi đó quý vị. Nếu mà có cần thì cứ gọi điện cho cháu thằng ha. Còn à, một lần nữa là có thêm là đây có bà Hà Núi luôn. Mà Hà Núi đây đó, đó thành đó là ghi cho bà con lại, thành lấy tiền trong hội tịch sóc ra đó, cho bà con. Rồi kêu các cái các chú gọi là chú dân tộc ở đó đó, người ta lên cái trên núi để lấy cho mình luôn. Có thành không có tin mấy cái người bán lề đường, mấy người có khi bán cái bạc hà dưới nó uống dùng ngứa lắm quý vị. Thành đem kêu người ta lên trên kêu mua cho thành gì đó là cắt cho thành ở trên chở xuống luôn. Ở đây là ghi cho bà con. Đó gì đó quý vị. Bà con nào mà có cần thì cứ gọi điện đây ha, cứ điện thoại của thành để cho mình thành ha, cứ gọi điện đây. Nhưng mà bảo đảm của thành sẽ gọi là những người mà chưa mua của thành đó thì thành sẽ bảo hành của vị trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày của vị sử dụng sản phẩm mà không có được hiệu quả của thành nói thì cứ gọi điện đây. Trả của thành trả tiền và tiền rồi đầy đủ quý vị. Nhưng mà trước giờ chưa ai mà điện thoại nói gì chứ bây giờ chưa ai mà nói mà trả tiền cho bà con hết trơn á. Đó là vậy đó quý vị. Cũng gần bữa hôm nay thì cũng gần Tết đến xuân về rồi. Tiểu Thành cũng xin chúc bà con cô bác thân tâm thường an lạc, thảo quả sớm nhận thành. Thầy cũng nói là mẹ cha là kẻ chồng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dòm linh lâm quải mới là, có chi cũng nói vậy mà dân ơi. Không phải là chúng ta đợi tới mà khi mà cha mẹ chúng ta khi chết rồi mình mới báo hiếu đâu quý vị, mình mới cúng kiến đâu. Bây giờ mình chỉ cần mua thuốc về uống cho cha mẹ mình ăn ngon, dùng những củ bạc hà này uống cho cha mẹ mình cho khỏe phắn lên thì mình đã báo hiếu rồi đó quý vị. Thì bạc hà này đây đó có thành sẽ chia cho bà con, ai cần thì sẽ gọi. Nào quý vị thấy đi, ở đây đó thì bạc hà ở đây đó thì rất là củ nào cũng lấy rất là bự luôn quý vị coi nè, chà bá luôn. Củ này là nhỏ đó quý vị, củ này nhỏ nhất đó quý vị, đó nhỏ là như vậy đó. Còn củ bự á, củ bự là rất là nhiều ở đây luôn nè quý vị xem ha, củ rất là bự đây. Có củ chà bá luôn nè quý vị thấy không? Đó, khi không được luôn á. Đó, bự lắm quý vị. Còn củ này cả 10 kg á. Đó. Còn nếu mà quý vị á ai có mua thì ai mà có nhận đó thì thành sẽ chia lại. Quý vị thấy ở đây cái bề mặt nè. Quý vị quay đi sơ sát đây. Quý vị thấy bề mặt nè. Bị khô đúng không quý vị? Không sao hết. Nhưng mà không sao hết. Quý vị cứ chặt ra ở trong ra đây. Quý vị cứ chặt ra. Chặt như bức hành đây. Chặt ra cứ ra gì? Thì ở trong nó đã nó sẽ bình thường lại. Đó là bể tạo chân á, vô núp hòn mà bị đập ngược lại là bể tạo đó. Cho nên bây giờ gió Á cũng như là gió Á mưa Âu đó, cũng như bây giờ ở Trung Đông mà mình sợ á, mình sợ là sang Á, cho nên bây giờ Biển Đỏ ở bên đó đó cũng là kinh tế các nước người ta đi qua đó, là người ta đi qua tàu vận chuyển đó, là kinh tế ở dưới đường biển, cho nên Biển Đỏ đó bây giờ đánh rất là nhiều. Hiện giờ là Mỹ Anh đang đánh bệnh á đó. Đó Mỹ Anh đang đánh bên đó, mới là đánh nhỏ nhỏ hả, rồi nguyên cả khối NATO mấy chục nước vậy đó ha. Loài người ơi, loài người khổ vậy đó đó. Rồi chiến tranh lan rộng, rồi bây giờ ảnh hưởng suy giảm kinh tế, cơm áo gạo tiền. Còn Covid, Corona này, Covid-19 này hồi đó cũng không có luôn, cái đến năm 19 cái có à, có cả vụ này nữa đó. Rồi ảnh hưởng dài vậy đi vậy đó. Rồi ở trên động chuyển là sóng gió mây mưa và động chuyển sụp rất là nhiều. Ở trên mới nói đây là cảnh báo ngũ hành đó.
Đây là cảnh báo ngũ hành. Đất đây là cảnh, đây là thời kỳ sàng lọc kỳ 3 để cho nhân loại được ra thấy bệnh sàng sàng lọc nó sàng sảy, sàng còn sảy. Cái sàng vậy nè, cái trên sàng còn cái rớt xuống là cái nào không còn là rớt xuống. Cái thời kỳ sàng lọc kỳ 3 để cho nhân loại được ra thấy bệnh. Đó. Rồi nói là đây là cảnh báo ngũ hành, chiến tranh động đất, lửa tràn lũ trôi. Nói nghe nhẹ quá ha, dễ quá ha. Chiến tranh động đất, lửa tràn lũ trôi, nội mà chiến tranh thôi, chạy bỏ quê bỏ xứ bỏ làng là sớm, máu đổ xương rơi, nói nghe dễ quá hen. Rồi đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình vì bởi không tu đó, mà nói ngay đi, mình cũng thương xót nhân dân bá tánh vũ trụ hoàn cầu rất xót thương. Rồi mình thấy người ta đói ăn cỏ đó, nhưng thấy người ta đói người ta ăn cỏ luôn, nhưng mà bây giờ nè là cho mình thấy chưa, còn nữa còn cho mình thấy còn bệnh dịch nè, rồi cho mình thấy hang ha, là người ở chợ đó ha, cũng bị ảnh hưởng ha, rồi có sự là bệnh dịch sự đói, rồi người ở quê cũng vậy, có sự ảnh hưởng bệnh dịch đói, ở nên kêu mình gắng tích trữ lương khô. Ở trên nói mình gọn gọn với phần nào, với ở trên nhắc cho mình là gạo muối để mình lo được buổi trước vậy thôi, chứ khi xỉu khỏi ăn, đến khi nào xỉu thất nhật lên mê tam nhật bình quang lúc đó khỏi ăn. Lo trước vậy. Biết sao nhắc mình lo muối không? Ảnh muối cũng ảnh hưởng cũng như là cái nơi mà nhật xả thải ra đó, rồi ảnh hưởng muối này kia, các chất độc này kia nhiễm gì đó. Chứ mình thấy hàng có gạo với muối thì cũng đỡ đi. Rồi trên kêu mình lo đèn nến này kia kia nọ. Rồi chưa hồi đó trên nói cho Kim Hồng Linh đầu thai nước Mỹ, Hồng Linh Quang xử trí nước Nga, hai tên đồ đệ của ta chế lời nguyên tử đang diệt tà thế gian đó. Cho nên đó, trên thế giới này Mỹ là Nga, Trung Quốc là chấm nổi, chấm ở trên cái thế giới này, nếu như rút là bắt đầu sụp, rút là sụp đó. Cho nên là biến thiên thì động địa, mà dương thạnh là âm suy, khai thiên là tịch địa, ở trên cho mình biết như vậy đó. Cho nên là mấy nói là hồi trước á, cha nói là hồi trước á, khi đó là đạo chưa có ra, lúc đó lý chưa có ra, quyền ra lý bị bế. Nhưng thời kỳ này ở chuyển khai trên quả địa cầu thì gọi là lý ra, lý ra thì quyền bị bế. Hồi trước có quyền ra lý bế, nhưng mà ngày nay cha chuyển xoay lại là lý ra quyền bị bế, có nghĩa là bát quái chuyển động âm dương, chuyển xoay bát quái đổi cung khôn càng, càng khảm cấn chấn túng ly khôn đồi, cha biến đổi chuyển xoay bát quái ngũ hành đó. Cho nên đi vào cái định luật chung, cha nói cho Kim Hồng Linh xuống đầu thai nước Mỹ, Hồng Linh Quang định trí nước Nga, hai tên đồ đệ của ta chế lợi nguyên tử diệt tà thế gian. Rồi ở trên lực tam giáo nói làm sao đó, nói là diệt tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt năm thành sửa phân, cho nên ta ảnh hưởng ngũ hành. Lo được thì không xỉu, còn lo không được là xỉu, lo không được là xỉu luôn, ảnh hưởng ngũ hành. Thì thân này thân tứ đại, thân tứ đại cũng đất nước gió lửa, cũng ngũ hành, mà Đức Phật đã dạy ta là thân tứ đại đó đó. Chứ mình cũng tài năng nào, mình cũng sống trong tạo quá, cho nên mình nhìn ra nước ngoài rất khổ đau. Rồi ở trên nói làm sao? Ở trên nói mắt nhìn ngoài quốc thảm thế, nam ban cảnh khổ cũng kề một bên, khổ đà bay đến như tên, gắng lo tu niệm đang tìm nền vinh quang. Lúc đó mình thấy phần điển của Đức Ông hay Đức Phật gì sự về còn nói với mình nữa, nó chỉ tay mà ông nhắc cho mình cái câu đó, mình cũng biết cái câu đó, nhưng mà thời gian đi mình chưa kịp nhớ ra, thì là Đức Ông, mình thấy ông lão hay là Đức Phật gì đó đã chuyển cho mình nhớ cái câu đó, ông chỉ tay bên nước ngoài à. Ông nói là cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lắm mà nghe, Lam Kiều hủ lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Ông than thở ông nói như vậy đó. Rồi hôm qua anh làm mấy khi trước, ngày trước như vậy, hôm qua này mình thấy cái phần điển, mình thấy Đức Phật đức ruột luôn, Đức Phật thầy nè, mình thấy chính thức là quyền điển của Đức Phật thầy nè, đức ruột luôn, đức gì là khi đã mở đạo chuyển đạo tối một ngày hôm qua luôn.
ba lần rồi đó, mình thấy là bơm nguyên tử là buông ra là khỏi can, nổ vô tư, sợ quá trường sợ. Cho để Phật tử nói qua thêm một đoạn này nha, mới đây nè. Mới đây nè, là có ngày hai ngày gì đó, nãy mình kể đó, là mình nhìn lên cái hướng Thác Sơn Bảy Núi ngang, cái việc là cho chuyển động, ha, cho chuyển động, cho chạy qua, cho chạy, chuyển động đồ này kia như vậy rồi, đó hang, chưa đâu, chưa, cái bắt đầu ngang thì mới có đêm hai đêm gì nè, nãy mình kể đó, là mình nhìn lên một cái ngang lửa, hồi trước á, Phật tử thấy sao tự nhiên trong quê, trong xóm mình vậy nè, tự nhiên sao mình thấy qua lá cỏ gì bị cháy hết trơn vậy đó, tự nhiên cháy mà cháy giống như hơi bom đạn vậy đó, như hơi bom đạn vậy đó, tự nhiên sao mà thấy là mình đi hội lễ ông cụ Nguyễn Trung Trực về xong rồi, cái mình thấy sao rồi ông tổng thống Iran nói vậy mà đó, mình chưa gành các vị tổng thống nữa, ông có đội cái tròn tròn trên đó, bây giờ chiến sự Trung Đông nổi lên rồi, giờ mình mới biết đó, mới biết ông nói như vậy đó, đó ông nói như vậy đó rồi á, cái sao qua rồi á, mình thấy sao nước dưng thì cũng có ảnh hưởng, dịch bệnh thì cũng có, rồi mình thấy là thiên tai địa ách là ảnh hưởng là cũng có, rồi nước dân cũng có, rồi mình thấy chạy chạy giặt nữa, mình thấy chạy giặt nữa, lúc đó mình có kể rồi đó, trên kinh Khu Hoàng Hướng Thiện mình có kể đó, lúc đó mình thấy dân người ta chạy giặt dân tình nó sốt sao, bởi mình mới nhớ cái câu hồi trước chạy mình nó lăn xăng giặt chạy lăn xăng, mình thấy dân chạy lên chạy xuống dột tới dột lui chạy ngược chạy xuôi đó, lòng mình nhớ cái câu đó là ơn trên đã dạy trước rồi, nó lăn xăng giặt dậy lăn xăng, chứ quý vị còn nhớ không, nhớ nói câu mà vợ chồng con cháu là cuộc chùm không, vợ chồng con cháu là buộc đùm ngủ đi đêm thức dậy đứt đùm không hay, cột giặt áo cũng không chắc vợ chồng, ngủ đêm thức dậy mới cắt lòng chia hai, cột giặt áo cũng không chắc vợ chồng, ngủ đêm thức dậy là cắt lòng chia hai, vợ chồng con cháu buộc đùm nửa đêm thức dậy đứt đùm không hay, như là ở trên mới nói nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng vậy đó. Không phải, cái ở trên chuyển xây đã dạy dỗ xuống rồi, nay là nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng ra đi khắp xóm cùng làng, nói gì vậy, là phần điển đó nói gì vậy, nói gì là cho mình biết là cái cơ là ban đêm, nửa đêm thức dậy bơm chôm bò càng ra đi khắp xóm cùng làng là phải là ban đêm đó, thức dậy biết đường nào đâu, cũng như ở Libya đó, một đêm xé tọt luôn cái thành phố luôn, là ban đêm. Kỳ này ông nói tầng ban hậu hận tiêu diêu độc, tầng ban hậu hận lưu gian quyết, à, vậy nay mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lâu đài cũng xa lập cho gọi cái hội long qua đặng coi hiện đức được mà bao nhiêu, à, nói là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lâu đài cũng xa lập cho gọi cái hội long qua. Nói Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục thiên. Thì nói làm sao nữa? Nói Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lê âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Có chỉ không? Có chỉ thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo không? Thất sơn cái giấy động thất sơn dời không? Rồi bây giờ có chưa? Gâu hình lỡ núi luôn chưa? Hết sơn chưa? Chuyển xây chưa? Rồi mấy khi nay ở trên kêu số ngang rồng xuống thế, lần đó mình thấy năm nay nè, mình thấy ông còn vàng ông đáp xuống núi luôn, ông đáp xuống núi đó, cha rồng thượng phụ chuyển say khắp cả qua địa cầu này, bao giờ đánh lộn dưới này, chiến tranh náo động căng qua dưới này, đó là trên cho biết á, là thời kỳ sàng lọc kỳ ba đặng cho nhân loại được ra thái bình, rồi nói á, là thế giới chiến tranh khắp nổ bùng này, là đây là cảnh báo ngũ hành chiến tranh động đất lửa tràn lũ trôi. Quý vị ơi, bởi vậy mà ở trên mới diễn tả cho mình biết cảnh khổ thảm chiều nay có mấy, nó khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mấy sao nhìn thấy là bay hồn luôn đó. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mấy sao nhìn thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết, sông máu mà chảy thành sông núi xương tha thiết, đâu phải không có. Bây giờ không có, coi ba chút trận ba chút làm sao, đệ nhị thế chiến làm sao, nhưng mà không phải đâu, kỳ này đệ tam thế chiến nhưng phải đệ nhị thế chiến đâu, vậy đó. Trời, giờ núi ba trúc đó, đó hồi xưa xưa những chuyện đó mới nói là việc khổ thảm hồi xưa có hay chưa, chưa là những kẻ không ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu,
bây giờ Phật tử nhắc lại đây thôi hả? Chứ không phải á, là đã là đạo dạy xuống cho dân, thầy dạy lại cho trò, chứ không phải như thế, như là con két để nháy ông chủ nhà, không phải vậy. Kệ kinh á, học thuộc cho thông thế nào, kệ kinh thì á, học thuộc cho thông ha, cũng như là lẽ nào như con két mà để nháy ông chủ nhà. Kệ kinh nó học thuộc cho thông, như là con cát nháy ông chủ nhà, mình học cho mình học mình hành, chứ không phải mình học mình trả bài với thầy. Thầy từ cõi Tây Phương luân chuyển phương Nam đó, cõi Tây Phương Đông Độ lướt sang, phải học đây trả bài với thầy, học đây cho mình, cho trò. Cái thầy biết rồi, thầy dư biết rồi, thầy tiên tri rồi, nói rồi. Coi á, học đạo pháp mà tầm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Học đạo pháp mà tầm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Ở trên á, mình á, không học, mình không lo, mình dốt vô mình, nhưng phải do thầy. Rồi cha mẹ có ghé gọi xuống không? Cha mẹ có cho tam giáo xuống trần không? Rồi có nói á, là thế là thứ nhất không? Chuyển giao lập định lần thứ nhất không? Lần thứ hai không? Lần thứ ba không? Kỳ này là ba cây đó, ba lần tam quân tượng quần lập lại đó, kỳ này là ba cây nè, nói thẳng vậy đi đó hen, chứ đừng nói không hay không dạy cho tam giáo xuống trần có không. Phật thánh tiên vẫn lộn hồng trần để tùy tiền kiếp độ căn dễ gì lập đạo chánh chân màn này. Ở trên mới xuống, xuống làm mẹ làm cha làm vợ làm chồng làm con cái với nhau, xuống Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế đó. Như vậy mà hoàn cảnh quả địa cầu rất đáng thương, ở trên có diễn tả không, qua năm 67 là câu không, quả cầu 68 đau đầu diệt vong không, còn chỉ con long đông con hỏi không, còn chỉ con vậy bởi gió ai, còn chỉ đêm đêm nắng ngày dài, còn chi mà lại đeo đai nợ trần, khi sinh ra không cần chi cả, khi chết rồi cũng trả tay không. Vậy mà mê đắm trần hồng, quên lời thề nguyện tiên ông chỉ bài, cho nên ở trên đã nói hết rồi, Phật tử chỉ nhắc lại thôi, từng việc từng đoạn kinh của cha mẹ thầy tổ đã dạy xuống như vậy. Tận ban hậu hận lưu gian quyết, mai sau nhiều cuộc đất cài nhiều điền đất lật lộn đó. Cài là lật lộn lên gì nè, bây giờ Phật tử thấy người ta biểu tình, người ta đòi chỗ nọ chỗ kia đó, rồi giáp ganh ở trên nói với mình rất nhiều lần, chỉ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, người ta đòi người ta lấy người ta giành người ta giật, nhưng mà cuối cùng á, là cái trận là chiến trường quyết lũ, cái trận nghèo nè ở Thất Sơn Mỹ Núi khai đại thành. Bây giờ mình nói mấy trăm nước ở trên thế giới đi, nước nào mà lộ đình đài cát ngọc đi. Nhưng quyền có chỉ rồi, có nói rồi, nói là khi xưa là gọi là khi xưa đó là cõi trung, cũng như là Phật Việt Nam đang có sửa sang ở đoạn kinh đó đó, thầy nói Phật nói Phật Việt Nam đang có sửa sang đó, thì cái địa quyệt cũng lưng chuyển Phật Việt Nam đang có sửa sang, thì ở trên cha cho biết là cõi trung ương Phật lập, 6 tỉnh 5 kỳ trung ương Phật lập. Trong 6 tỉnh 5 kỳ trung ương Phật lập thánh địa để tra khai, để là hoàn cầu vũ trụ để tra khai, là gọi là địa linh, để là dùng đất tối linh hoàn cầu để lập hội Long Hoa đó. Cho nên á mới nói là khi xưa là ở là Phật Việt Nam đoạn có sư sang đó, là đoạn kinh đó Đức Phật nói như vậy đó, thì cái địa quyệt lưng chuyển theo. Bây giờ mấy trăm nước nữa đâu mà lộ đền đài các ngọc lên đi. Cho nên Phật tử cho Phật tử thấy là cuối cùng còn nữa, chưa đâu, mới bước vào như vậy thôi, chiến tranh đây là gọi là lửa mới mồi thôi, mới mồi thôi mà chỉ ở Trung Đông như vậy rồi đó. Mà kỳ này á, không nói là ở Trung Đông, kỳ này không nói là ở Trung Đông nữa, chảo lửa bển mồi như vậy, mà kỳ này đó là phương Tây, hiện bây giờ là Mỹ với Anh đang đánh bển á, là ở Houthi, ở bên đó là Houthi, chứ là Myanmar đó, là bây giờ là ở biển đỏ đó, bây giờ các nước tham chiến đánh bên đó như vậy, là đường biển hay như vậy. Nhưng mà biển Đông này là gì? Tự do hàng hải nè, bây giờ là tàu chiến các nước đã đậu qua bên đây hết trơn, tự do hàng hải nè đó, bây giờ là đậu sẵn hết trơn rồi, trên trời dưới biển thì chính giữa vậy đã xong hết rồi, chảo lửa Trung Đông đã mồi rồi, cái thân ngũ hành này ta chưa được có 100 kg nữa đó. Cho nên bây giờ sắp xếp gọn gọn lại trong cái cuộc thế đó, kỳ này ở trên tiên tri ngang, có nghĩa là Phật học đi trước khoa học ngang,
ngày xưa nói ký sinh trùng, Đức Phật nói ký sinh trùng ở trong chén nước đó là có ký sinh trùng, sau này đưa lên kính hiển gì, đưa lên sau gọi vô là khoa học là đồng ý là ở trong, ý là ký sinh trùng có ở trong nước đó. Nhưng khi trước Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật nói trong nước có ký sinh trùng, Đức Phật còn biết cả đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm khó nhìn là dễ nhìn, là hồi đó nói sao mà xương bỏ bừa, Đức Phật còn biết. Đức Phật nói là đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm khó nhìn, là ngươi có biết cớ sao đen nhẹ thân đàn bà sẽ nẻ mà ra, sanh con ba đấu quyết ra, tắm hột bốn đấu sữa bà nuôi con, về cớ ấy mới hao mòn thân thể, xương đàn bà là đen nhẹ hơn hơn trai, hơn nam đó, hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công gà dưỡng sanh, chứ đóng xương mình làm gì biết xương nam xương nữ. Mà Đức Phật khoan ra, Đức Phật nói là biết, là nói là đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm khó nhìn. Đức Phật nói là từng cái lỗ chân lông luôn nữa. Đức Phật có diễn giải trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật diễn giải rất là kỹ, rất là nhiều. Cho nên hôm nay là hạo ngân hạ rồi, và kết thúc, đúng ra là nó kết thúc ngân tàng rồi. Cho nên Phật tử để nhắc qua từng chuyện, từng chuyện, từng việc, từng việc, hoặc quý đệ có hỏi những việc nào, việc nào. Đó là Phật tử nói qua là cái việc đó là ở là như vậy thôi đó. Cho nên nó nói sao không biết làm sao, mà cho thấy là chiến tranh, mấy nói lại trên nói đây là cảnh báo ngũ hành, chiến tranh động đất lửa tràn lũ trôi, thời kỳ sàng lọc kỳ ba, đặng cho nhân loại được ra thế bình. Đó, cho nên Phật tử thấy những việc thiên tai đỏ ách, đói khổ, bệnh dịch này kia kia nọ. Đó, cho nên sự chết chóc rất là nhiều, sự sanh hóa rất là ít ở trên đã, trên cái quả địa cầu. Trên ân thiên, ân cha hậu mẹ cuối cùng ở trên nói không lo kỳ này là đưa ra tam giáo cộng đồng. Đưa ra cái lực của tam giáo, mà Phật Thánh Tiên xuống thế lâm phàm làm không đúng cũng đưa ra cộng đồng phân xử. Đó, mình còn thấy ở trên giác luôn cái Đức Phật đó, còn giác xuống nữa chứ, giác cả Đức Ngài Già Lâm Thánh Đế còn giác cả cái Thanh Long Đao xuống nữa, giác cả cái cây của ngũ bối của Đức Phật đó. Đức Phật mới nói ta là Phật, ta không có trảm. Mình thấy ở trên chuyển để cho bên Đức Ngài Già Lâm nói ta là Phật, ta không có trảm, nhưng mà lực trảm. Cho nên kỳ này mình thấy bên cung mẹ sinh rất là nhiều, Đức Phật sinh rất là nhiều, mình thấy giống như định lực đã trễ rồi, cho nên không có sinh nữa được. Ở trên mới buông xuống lực chạm, trảm những kẻ lòng lan dạ xối, trảm những người bội bạc ông cha, trảm những ai quên nghĩa nước nhà, trảm những kẻ lòng tà bất chánh, trảm những ai thiếu căn thiếu hạnh, thưởng những người trung hiếu dạng toàn. Nói là ta là Phật, ta không có trảm, nhưng mà lực trảm, đó là lực thiên triều. Mình nhớ là Đức Ngài là lực thiên triều, mình nhớ ông Bao Thanh Thiên không? Đó, quan là ở trên là Bao Thanh Thiên không? Lực của thiên triều không? Xử làm sao? Dù cho hoàng thân hay là quốc thích, Phật Thánh Tiên xuất thế lâm phàm làm không đúng cũng ra cộng đồng phân xử. Cho nên chiếu theo bộ lực thiên, chiếu theo bộ lực thiên đình, chiếu theo bộ lực thì các con bất hiếu bất trung phải vào cái bệnh định lực. Chiếu theo định lực thiên đình, cho nên cái kỳ này nói là ta là Phật, ta không trảm, nhưng mà lực trảm, cho nên mới xuống cái bộ lực dài lắm, nhiều lắm. Cho nên Phật tử nhắc qua mấy câu như vậy thôi, nó trảm những kẻ lòng lan dạ xối, trảm những người bội bạc ông cha, trảm những ai quên nghĩa nước nhà, trảm những kẻ lòng tà bất chánh, trảm những ai thiếu căn thiếu hạnh, thưởng những người trung hiếu dạng toàn. Cho nên như vậy mình thấy qua rồi đầu gớt như bông bí, qua rồi đầu gớt cái bàn gớt nhanh luôn, gớt đầu xa dai là có thật rồi. Cho nên Đức Ông Ba mới nói thấy không tiêu mà xử tiêu mới lạ. Bây giờ cho nên ở trên cho thấy kêu náo động chuyển động, cho nên Phật tử rất là khổ đau. Mà nói ra như vậy chứ trong là mình nói đây là cái lực chung, dù cho hoàng thân hay là phụ thích. Phật tử nhắc qua cuối năm rồi, sắp 23 đương táo về trời rồi đó. Cho nên Phật tử nhắc qua như vậy, ở trên nó dù cho hoàng thân hay là quốc thích, mà nói đây nói chung trên thế giới hết, mà đại phúc đức cho nó các con, đại phúc đức mới là dân Việt Nam. Biết bao nhiêu Phật Thánh Tiên xuống thế lâm phàm đó, chuyển động như vậy mà ta được ngồi yên đây. Cho nên nó là gặp nhau đây để là vui mừng, gặp nhau đây để lo buổi tất niên, để bước sang năm 2024 đó. Thầy là bước sang như vậy là một ở trên nó chuyển giao để bước vào cái nhiệm kỳ của là thượng nguyên. Thầy nói là bước sang một kỷ nguyên thánh đức, ở trên cho mình biết là tính theo dương lịch, quý vị ơi, tính theo dương lịch đó. Cho nên Phật tử gấp,
Bây giờ là họ giúp cho mình đi trồng răng rồi đó, mà mình gấp mình không đi trồng răng luôn. Bây giờ ở đây còn nói nè, bây giờ sắp giao niên rồi mình nhắm chịu nổi không? Phật tử khỏi không lo đi đi trồng răng nữa đó. Giúp cho mình đi trồng răng mà mình chưa đi Trời, trồng răng. trời, gấp gấp Mà Phật mà á, vậy đó, vậy đó. Cho nên đó, chứ Phật tử không có danh dự gì với thế nào chứ, không có cái gì chứ, được gọi là bằng nữ rồi mà danh gì nữa, danh dự gì nữa. Chứ hơn nữa là người nữ mà ngại là ăn nói trên đó là cộng đồng năm châu bốn biển trong nước ngoài nước, Phật tử lo danh lo lợi lo tình thì Phật tử lo rồi, lo bản thân này rồi, lo rồi à, chứ không phải sắc sơ thân bằng sắc trội như vậy đâu. Phật tử biết, Phật tử biết 10 phần, Phật tử nói đây chỉ có là phân nửa và ba bốn phần thôi. Thiên nhân địa đồng nhất ký, sợ ảnh hưởng anh em YouTube, ảnh hưởng là những việc sự chấp ở trần đời, ảnh hưởng chính trị kinh tế, Phật nữ không nói hết. Nhưng tại sao nói rồi phải ngồi khóc? Phật tử biết ngang chứ không phải không biết đâu. Vô vi kết hợp phụ huynh nhiều lần đã cho Phật tử nhận thấy cái gì đã có và đã đến rất là nhiều. Chứ không phải tội gì lên đây ngồi khóc. Không phải khóc để xin tiền, xin cơm, xin áo quý vị. Phật tử ăn ít, mặc ít. Không phải lên đây khóc để là ăn mày trên cộng đồng này. Nhưng Phật tử rất thương xót. Nó giống cha giống mẹ giống tổ giống thầy gì cái đức hiếu sinh, cho nên Phật tử thấy sợ một ngày tới đây nó xảy ra đó, cho nên nó gặp nhau thăm viếng ở đây. Phật tử Huệ Hoa còn ở tại gia đó, tại vì gọi là tại gia là nhất nhân, tại gia gọi là tuyệt tình cốc đó, là tại là một cái am cái ngôi gia chỉ Phật tử chỉ có mình ơn thôi. Nhưng trước lực cộng đồng mình nói đúng thì để, sai là diệt, sai là bỏ, gạt tên Phật tử luôn đi đó. Rồi bây giờ lực lực cộng đồng xử sao Phật tử chịu như vậy. Nhưng đây nhắc qua cuối năm để 23 ông Táo về chầu trời để bước sang một kỷ nguyên thánh đức. Ở trên nói là tính theo dương lịch quý vị ơi, ở trên nói tính theo dương lịch, bây giờ là đến năm 24 rồi nè, không có tính theo âm lịch đó. Cho nên Phật tử nói đây để gọn gọn để bước sang một năm 24 đó. Còn nói như làm YouTube, chúng tôi ở đây anh em huynh đệ chúng tôi làm YouTube mua rau mua gạo có máu gạo tiền, ở đây làm YouTube mà xin nhai để xin nhai cũng có đi, cũng có làm YouTube để hoa hồng YouTube nọ kia cái nọ như vậy. Dẫu bán buôn cơ cực tảo tần, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường. Đức Phật có dạy mình rồi, Đức Phật có dạy cho 10 điều ân của 10 điều gọi là 10 điều khuyến tu của Đức Phật thầy Thái An đã dạy mình rồi. À, dẫu bán buôn cơ cực tảo tần, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường. Dầu vàng bạc đầy gương tràn tủ, cuộc trần này không đủ đâu con, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong thảnh thơi linh hồn. 10 điều của Đức Phật thầy Thái An, 10 điều ơn và 10 điều khuyến tu Đức Phật đã dạy chúng ta rồi đó, dạy chúng ta rồi. Dẫu bán buôn rồi đó, nói làm sao bây giờ là ẩn nhẫn tùy thời, đấng âm nhi năm nhi ẩn hẳn ẩn nhẫn tùy thời, chờ thời đại mới là khôn khéo. Còn bần nữ còn Phật tử ở đây đó, bây giờ là làm YouTube quý vị ơi, làm YouTube Phật tử làm YouTube cho anh em huynh đệ, làm YouTube kiếm tiền mua rau mua gạo có máu gạo tiền. Sanh lòng cuộc thế không yên, để cho bần nữ lắm phiền gia can. Năm mèo kỷ mão, năm mèo cuộc thế gò gàng, giáp tình đã tới rồng vàng lâm sang. Quê qua bằng nữ kể gõ gàng, đó là viết rồng vàng giáng lâm, cha trời xuân thế để thăm nhân loại buổi này gả sao. Rồng thời ngữ ở trên cao, tại sao gầm rồng đến để đậu vào cấm sơn. Rồi sao rồng đến hạ quân, một kỳ chỉ định rồng thời gian lắm. Cũng thời xuống ở thất sơn, cha kêu cho gõ nguồn cơn. Cha khi xưa gồng xuống dân mây,
Phật tử thấy gồng đáp xuống nơi thiên đài, cha kêu ra hữu hình cho nhận luôn đi. Tiếng thiên triều giang đi khắp chung, rồng thời dân lĩnh thiên tôn, rồng thời dân lĩnh trời cha. Cho nên rồng lỗ rõ không mà vẫn mây, cho nên hữu cảnh là đây, hữu duyên hữu lý chuyển xây cơ chuyện. Kiên giang bần nữ là thuyền, đậu đây nơi biển dây thời kiên giang. Nguyễn Trung Trực là đàn tái thế, cha mẹ tổ thầy bồng bế linh căn, môi diện cuộc thế tầm phăng. Đã khai chuyện thế rần rần, bổ sơn kỳ hương bốn chữ, nếu ai giữ nghĩa tình thầy, ai đã biết máy tạo chuyện xây. Gặp quân đệ đây thất sơn bảy núi, Phật tử giờ kể cuối năm mèo. Còn thời thấy việc nan eo mèo mung đã đến, sẽ ở thời dân ta mèo mung đã đến cỡ năm mèo tại nước Việt Nam. Mùng là bốn gốc là tứ đức, mèo đã đến mèo mùng đã đến sẽ ra. Cho nên cơ cửa của Huệ qua thấy việc mèo đến xé mà rất nhanh. Cơ truyền dạy mèo đã hết rồng bái dơ dần, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Lễ dân trăm họ sáo xào gá gợi phụ tử máu đào đổ tuôn. Cho nên là thấy như vậy, Phật tử truyền qua chuyển qua các bậc các vị so vào đi, so vào cơ cha mẹ thầy tổ đã dạy làm sao giác mối gồm quý vị ơi, giác mối hảo ngân rồi đó. Cho nên Phật tử mới kể đây là lần trước thì thấy gồng vàng đáp xuống thất sơn bảy núi và các chư vị đã chấn ngự nơi đó rất là nhiều đó. Cho nên lần sau thấy gồng đáp xuống nữa, gồng đáp xuống đó là kêu cho ra hữu hình luôn đi. Cho nên Phật tử mới gặp đây anh em huynh đệ làm YouTube thăm viếng với nhau cuối nguyên để là bước sang một cái niên mới. Phật tử kể lại lên đây, kể lại lên đây thăm viếng lần này qua năm rồng, biết rồi Phật tử có kể được không? Kể đây là kể năm mèo. Cho nên này, 500 năm địa quả thi, trạng địa quả thi, 500 năm trước Đức Chẳng Trình có nói 500 năm địa quả thi, ngày nay ghi dấu chẳng ghi rõ ràng. Mở loa. 500 năm địa quả thi, ngày nay ghi dấu chẳng ghi rõ ràng, năm mèo gọi lại tiếng đàn của ông giáo chủ xa ngàn dân di.